Chào anh Nhật, xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông màu mận nha. Đợt này em toàn bán màu trắng thôi. Trong cái lô nó về một con màu mận, nhìn lâu thấy màu mận cũng rất là đẹp các bác này. Đấy, một con màu mận khá đẹp luôn. Đợt này nhìn màu trắng quen quá rồi. Chính là cái màu mận này các bác mua thì nó lại có ưu điểm là rất bền màu nhé. Dùng 10 năm, 20 năm sau thì màu nó vẫn như vậy. Đấy là cái ưu điểm của cái thằng màu mận này. Còn màu trắng mình dùng đương nhiên thì nó sẽ lâu thì nó sẽ ngả màu rồi. Đấy, chính cái màu này rất là bền các bạn, đẹp. Một con màu mận, cái chất máy của nó còn rất mới. Chiếc này thì em vẫn bán là 2 triệu 3, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, đồ biến áp điện 220V rồi. Chất máy rất là mới các bạn nhé. Đây, quay mở cho các bạn xem này. Mà cái mặt mũi của này cũng thế này, nó không có sức sát gì nhiều, nói chung là còn rất đẹp. Cái chất máy, con máy, cái chất nó cực đẹp luôn. Hai cột tĩnh điện hai bên này các bạn này, anh timer này. Đặc biệt con này nó còn đi theo cái màng zin này các bạn này, màng zin còn khá là đẹp, vẫn để nguyên nhé. Còn bác nào mà không thích màng zin này thì em vẫn thay màng mới, và giá thành thì em vẫn bán là 2,3 triệu bình thường. Đấy, cái màng này nó vẫn còn khá là ok. Đấy, tùy tâm lý từng bác, các bác khách hàng em phục vụ hết. Thay màng mới thì vẫn giá 2,3 triệu, mà không thay thì vẫn giá 2,3 triệu, tùy các bác. Màng còn đẹp đấy. Zin còn đẹp hơn. Bên đây là bình nước bù ẩm này, tinh mới, chất rất là mới luôn. Này, bảng tàu ẩm thì như mới luôn, chưa dùng thôi. Mới tinh như chưa dùng luôn nhé. Chất máy cực đẹp luôn. Nhiều khi mua cái hàng bãi này đúng là chất máy nó mới là cái điều quyết định. Chứ còn năm sản xuất nó cũng chỉ là một phần thôi các bạn. Năm sản xuất đời cao mà chất máy không đẹp thì cũng giải quyết được cái gì cả. Đây 2013 các bạn. Series máy 8741. 2,3 triệu bảo hành 1 năm. Bác nào chốt thì các bác alo cho em nhé. Tất cả các chức năng đều chạy ok ngon lành hết nhé. Eco Navi tắt bù ẩm, tắt giảm, tăng giảm ánh sáng. Chào các bác.